Diễn viên Quốc Trường sinh năm 1988 quê ở Cần Thơ và được đông đảo khán giả biết đến với vai trò là một diễn viên, người mẫu tự do. Anh chàng thành công với hàng loạt những bộ phim nổi tiếng như Gạo Nếp Gạo Tẻ, Về Nhà Đi Con, Cung Đường Tội Lỗi hay Bảy Ngọt Ngào. Anh còn nhận được giải nhất cuộc thi Ngôi Sao Ngày Mai năm 2009, giải Mai Vàng năm 2011. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thì Quốc Trường còn được chú ý bởi những chuyện tình cảm được đồn đoán với Bảo Anh. Anh chàng này còn khiến nhiều người phải trầm trồ vì sở hữu chuỗi cửa hàng mì cay nổi tiếng khắp mọi nơi. Diễn viên Quốc Trường bắt đầu con đường trở thành một diễn viên là vào năm 2009 khi tham gia diễn xuất trong bộ phim Hạnh Phúc Có Thật. Tính đến nay thì nam diễn viên này đã hoạt động nghệ thuật 14 năm. Có thể nói trong suốt 10 năm đầu khi tham gia diễn xuất ở nhiều bộ phim thì Quốc Trường chưa thực sự để lại nhiều dấu ấn. Anh chàng góp mặt trong các tác phẩm như Kỳ Phùng Địch Thủ, Gia Đình Sóng Gió, Quan Nghiệt nhưng chưa thực sự tạo được những điểm nhấn riêng. Sau khi tạo được khán giả biết đến nhiều hơn trong bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ thì Quốc Trường bất ngờ bắt tiến cùng với tác phẩm Về Nhà Đi Con. Có thể nói, đây là bộ phim đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của nam diễn viên này trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Thủ vai Vũ trong bộ phim Về Nhà Đi Con, Quốc Trường hóa thân thành một công tử nhà giàu ăn chơi và có tình một đêm cùng nhân vật do Bảo Thanh thủ vai. Những tình huống bất ngờ trong bộ phim cùng nét diễn trai hư thành thục trong bộ phim khiến Quốc Trường trở thành cái tên nhận được sự quan tâm lớn đến từ phía khán giả. Sau thành công lớn đến từ bộ phim này, Quốc Trường đã trở thành cái tên được đông đảo giới làm phim săn đón. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh. Về Nhà Đi Con đã giúp Quốc Trường khẳng định được tên tuổi của mình trong thị trường phim ảnh Việt Nam. Sau bộ phim này anh đã dành khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào dự án của Minh Hằng là Bảy Ngọt Ngào. Trong tác phẩm này anh chàng đã đóng cặp cùng với nữ ca sĩ Bảo Anh. Đặc biệt, với bộ phim điện ảnh này Quốc Trường đã cho thấy hình ảnh lột xác của mình khi thể hiện nhiều phân cảnh bạo lực và cần tâm lý nặng. Anh chàng lần nữa lại khẳng định được khả năng diễn xuất của mình với khán giả. Chưa dừng lại ở đó, ở bộ phim này Quốc Trường đã không ngừng bị đồn đoán về việc hẹn hò cùng Bảo Anh. Tuy nhiên, cả hai đến nay đã xác nhận chỉ là mối quan hệ bạn bè mà thôi. Thời điểm hiện tại, nam diễn viên đã là một gương mặt nổi tiếng và sở hữu khối tài sản kếch xù. Tuy nhiên ít ai biết rằng diễn viên Quốc Trường là người vươn lên từ cơ cực và khó khăn từ nhỏ. Sinh ra trong gia đình chẳng khá giả, từ nhỏ Quốc Trường đã phải vật lộn với cuộc sống bằng nhiều nghề. Nhưng chính những khó khăn ấy đã giúp anh tự lập, mạnh mẽ và không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Đây là nghị lực khiến nhiều người phải khâm phục. Quốc Trường thành công trong kinh doanh giúp anh có khối tài sản kếch xù, được biết, bên cạnh công việc trong lĩnh vực nghệ thuật, Quốc Trường còn là một doanh nhân. Khi cơn sốt mì cay đổ bộ thị trường Việt Nam, anh đã cùng với bạn bè sáng lập nên một thương hiệu riêng và đến nay đã trở thành cái tên quen thuộc với không ít bạn trẻ. Có thể thấy đây là hình mẫu về việc tài sắc vẹn toàn của nam diễn viên điển trai này.